พุทธังจะธัมมังจะสังฆังจะอาปะเรวันเตมิđệ tử xin nguyện tình thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo lĩnh toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Tăng Bảo và những bậc thừa hành theo chánh giáo các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phàm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Sinh do quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, hãy ngộ kỳ trên toàn thể chư thiện nam tín nữ được vững mạnh tính tâm tu hành thân tâm. Sa thô sa thô làm thôi. Thưa chư thiện nam tín nữ, thầy pháp lễ chủ nhật hôm nay chỉ được lãnh trách nhiệm thuyết giảng chủ đề thời giảng hôm nay là trên đế và tục đế. Chúng ta tu hành theo giáo lý của Đức Phật, theo sư thiết nghĩ nên hiểu đến hai sự thật này. Một sự thật gọi là Paramat Satcha, dịch là chân đế, là sự thật của sự thật. Sự thật này có bản chất thực tướng thực tánh, được giải thích là thực nghĩa cực nghĩa, vì đó là sự thật tột cùng không thể sai khác. Còn cái sự thật thứ hai, một tí sắc chắc là tục đế. Đây là sự thật của thế tục giả danh ước định với nhau, cái này phải là vậy, cái kia phải là như vậy. Sự thật này chỉ có thật về bề mặt bên ngoài, như là một cái công ước, chứ nó không có cái thực nghĩa cực nghĩa, không có thực tướng thực tánh thực chất. Mà chúng ta hiểu được hai sự thật chân đế và tục đế này có lợi trong đời tu tập, dù chư tăng hay Phật tử xuất gia hay tại gia cũng đều cần thiết để không bị nhầm lẫn. Có đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình vì Phật Pháp, vì Phật Giáo, vì chân lý, vì chúng sanh, vì lợi ích cho tiền đồ đạo Pháp v.v. Nhưng những việc làm đó là sai trái. Giả sử như có được chấp nhận trên một số đông đảo quần chúng Phật tử, kể cả chư tăng, nhưng mà bản chất của hành động đó, của việc làm đó, nó là bất thiện, là ác pháp, là tội lỗi, thì cái quả báo nó vẫn kết quả như thường. Có ý thức được điều này, chúng ta cần quan sát, phân tích, tìm hiểu, xác định về mặt chân đế sự thật nó là thiện hay bất thiện, là phước hay là tội. Từ đó chúng ta mới có thể quyết định việc làm, phương hướng đi cho chính mình
gọi là chân đế là như sự thật, tức là các pháp hữu vi vô thường biến đổi. Còn cái tục đế là sự thật giả danh, nó không có thật, do không có thật sanh nên nó không có bị diệt, vì nó đâu có sanh mà diệt, chỉ là giả danh mà thôi. Nhưng mà người ta xem nó là vô vi vì không có hành động, vì xem nó là một cái gì đó, một cái khái niệm, nhưng mà không bị hoại, vì nó đâu có sanh trụ diệt như các pháp trên đế sự thật. Để cho quý vị Phật tử dễ nhận giữa hai sự thật này, thì trích dẫn những việc làm trên phương diện nghiệp báo cũng như là thiện ác trong đó của những vị tu hành trong Phật giáo, làm gương cũng như làm chính, để chúng ta thấy rõ giữa sự thật chân đế và tục đế. Nhưng trở lại, vì không hiểu được thế nào là sự thật chân đế tục đế, do đó mới có hành động dù là thiện hay bất thiện. Điều này Phật ngôn gọi, Đức Phật gọi là Avijja Paccaya Sankhara, là vô minh duyên hành. Thật vậy, tại sao gọi là vô minh? Vì rằng không hiểu biết các pháp hữu vi là vô thường, là bất tịnh, là đau khổ, là vô ngã. Vì không ý thức được thì thực nghĩa, cực nghĩa, thực tánh, thực tướng của các pháp hữu vi, chúng là vô thường, mà các chi vô thường đều đưa đến khổ đau vì bất toại nguyện. Mà cái gì đau khổ, điều đó mình không mơ ước, dù mình không mong muốn mà vẫn không tránh khỏi, đó là vô ngã. Thí dụ như bây giờ chư Phật tử cũng như sư, trong khoảng tuổi ngũ tuần này mình chưa phải già, mà nó có triệu chứng già, như răng thì rừng, tóc thì nó bạc, mắt thì nó mờ. Mình muốn kéo dài cái sức khỏe, kéo dài cái tuổi thanh xuân, nhưng mà không được. Tóc cứ mỗi lúc là nó bạc thêm, răng mỗi năm, mỗi tháng nó rụng thêm, rồi những bộ phận khác trên người nó vẫn thay đổi theo định lực vô thường của thời gian năm tháng. Đó là vô thường. Mà cái sự vô thường này nó đem lại đau khổ, tức là bất toại nguyện. Không ai muốn mình già, không ai muốn mình đau, cũng không ai muốn mình chết. Dù cái người tự tử vì bất đắc dĩ hoặc không thể tìm được lối thoát, chứ không phải là họ xem cái chết đó là cái sự mong ước, là hạnh phúc đâu. Nhưng mà dù muốn dù không, định lực vô thường thay đổi, cái khổ đau phải có, thì rõ ràng vô ngã. Vì nó không dưới quyền ta, không như ta mong ước, ta muốn thế này nó là thế khác, đó là vô ngã. Dù vô thường, khổ, vô ngã là ba khía cạnh của chân tướng, phổ thông tướng là sự thật của pháp hữu vi. Nói chung là khổ, mà vì không biết nó là khổ, đó gọi là vô minh. Lại không biết nguyên nhân nào mà mình đau khổ như vậy, thì đó là vì không biết cái nhân sinh khổ hay là tập đế, cũng là vô minh. Đương nhiên cái khổ và nguyên nhân sanh sự khổ đã không biết, làm sao biết đến pháp diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, tức là không biết tứ diệu đế, gọi là vô minh. Cái gọi là vô minh duyên hành chính vì không phân biệt được, không nhận thức được mặt thật của các pháp hữu vi trên phương diện trên đế, mà chỉ nhận xét về mặt của nó,
là tục đế. Do đó gọi là vô minh. Vì vô minh mới đưa đến cái hành động mà ai cũng vậy. Do hành động đó có sai lầm, nhưng lúc làm cũng vẫn đam mê và cho nó là chân chánh, là đúng đắn. Nhưng khi kết quả của hành động đó đưa đến hạnh phúc hay khổ đau, đương sự ý thức được việc làm của mình là thiện hay ác. Cái gọi là vô minh duyên hành, từ chân nghĩa Phật ngôn là vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái gọi là vô minh duyên hành và hành là gì. Như vô minh mình đã hiểu, vô minh là avijja, tức là không sáng suốt. Rõ ràng ý nghĩa là không biết được tứ đế khổ tập diệt đạo. Còn cái hành này là gì? Hành là quả của vô minh, đó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Chính vì thân khẩu ý này, trong đó có tâm sở tư hay là cetana là chủ trương, quyết định, hành động thiện ác, kể cả sự tu thiền định. Nên từ thân hành, khẩu hành, ý hành phân tích ra nữa lại có ba hành căn bản, đó là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Cái gọi là bất động hành tức là những hành động, những cái tư cách tu tập về thiền vô sắc. Còn cái gọi là phúc hành là những sự tu tập thiền sắc giới và những sự bố thí trì giới vân vân, tức là những tâm thiện dục giới. Còn cái gọi là phi phúc hành tức là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện, tham sân si, làm những điều tội lỗi, nhất là thập ác. Thì nếu như thân khẩu ý có tâm sở tư cầm đầu, khiến cho thân khẩu ý tạo thập ác, đó là vô minh duyên phi phúc hành. Nếu tâm sở tư cầm đầu trong thân khẩu ý để làm những việc thiện, nhất là thập thiện, thì đó vô minh duyên phúc hành. Kể cả việc tu thiền sắc giới, tu chỉ tịnh đề mục cũng là vô minh duyên phúc hành. Và sâu hơn nữa, tiến lên các loại thiền vô sắc vô tổ cùng, đó là thiền phi phi tưởng, vẫn là vô minh duyên bất động hành. Điều này để dễ hiểu, để chứng minh Phật ngôn là vô minh duyên hành. Mà hành có 6 loại: thân hành, khẩu hành, ý hành. Do chia ra nữa là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Đừng nhầm lẫn tu thiền sắc hay vô sắc, đó là thoát khỏi vô minh và giải thoát đâu. Như chúng ta đã thấy, bây giờ trước tiên dạy chính như Đề Bà Đạt Đa, dù được xuất gia thọ tỳ kheo giới, tu tập dưới sự chỉ dạy của bậc đạo sư đứng chánh đẳng chánh giác, nhưng Đề Bà Đạt Đa tu thiền chỉ đắc trí thiền ngũ thông. Cái mà đắc trí thiền ngũ thông này vẫn là vô minh duyên phúc hành. Vì vô minh duyên phúc hành, Đề Bà Đạt Đa đắc được trí thiền ngũ thông. Mặc dù chưa được giác ngộ, chưa được giải thoát, chưa dứt trừ phiền não, nên Đề Bà Đạt Đa dù đắc trí thiền ngũ thông, nhưng sau đó lòng tham muốn sân hận là phiền não ngũ ngầm vẫn có cơ hội phát sinh, đưa đến cái hành động muốn lãnh đạo tăng già, cầm đầu tăng chúng, muốn thay Phật làm cầm quyền giáo hội. Nên đến xin Đức Phật, khi Đức Phật
từ chối, tức là không chấp nhận. Đức Phật không chấp nhận sự yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa xin được cai quản giáo hội Tăng Già. Không phải là Đức Phật có cái ý như tầm thường như chúng ta là tham quyền cố vị, nhưng Đức Phật phản rằng Như Lai không nghĩ rằng Như Lai cầm đầu tăng chúng, Như Lai cũng không nghĩ rằng tăng chúng dưới quyền lãnh đạo của Như Lai, thì làm sao có việc trao quyền lại cho ai thừa kế cai quản giáo hội Tăng Già này Đề Bà Đạt Đa. Những bậc đại trí thức, đại trí tuệ như Xá Lợi Phất, đại thần thông như Mục Kiền Liên, Như Lai còn không nghĩ đến việc cho phép các vị đó cai quản giáo hội Tăng Già, đừng nói chi là Như, tức là Đề Bà Đạt Đa vẫn còn phàm phu, vì các tứ thiền ngũ thông vẫn là phàm phu tục tử, chưa phải là bậc thánh. Thánh phải từ tu đạo quần cho lên. Sau đó Đề Bạt Đa tức giận Đức Phật, đó là vô minh viên phi phúc hạnh, vì tức giận giúp cái tham danh lợi đưa đến cái hành động hại Phật, làm thợ lăn đá cho Đức Phật bị thương, là làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng là tội phá hòa hợp chúng, xứ A Xà Thế Giết Cha ngũ nghịch đại tội. Những hành động này đưa đến quả A Tỳ Địa Ngục, đó là vô minh viên phi phúc hành. Thì nội một câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, chúng ta cũng phân tích thấy rõ giữa hai cái hành quả của vô minh. Một là vô minh duyên phúc hành là sự tu hành tính tứ thiền ngũ thông, hai là vô minh duyên phi phúc hành tức là tham sân si làm ngũ nghịch vô gián, đó là duyên chuyện Đề Bà Đạt Đa. Rồi kế đến chúng ta nhớ Đức Đạo Sư sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, tư tưởng khởi lên đầu tiên Ngài đến độ vị thầy trước đây khi Ngài còn là Bồ Tát đã học với vị đó, thầy đầu tiên hướng dẫn cho Ngài đắc tới thiền vô sở hữu xứ, cũng là thiền vô sắc. Nhưng biết vị đó đã chết một tuần qua, nghĩ đến cái vị đã hướng dẫn cho Ngài chính cái thiền phi phi tưởng, thì được biết vị đó đã chết chiều hôm qua. Thì Đức Phật lấy làm tội cho hai vị này, vì rằng hai vị đó dù sanh lên cõi vô sắc, nhưng mà cái số lượng tuổi thọ quá lâu mà không thể chứng được tu đạo quần, thì nhìn cái nhà được giác ngộ giải thoát không thấy được còn quá xa. Quý vị thì nghĩ như cõi quảng quả là sắc giới, tứ thiền sắc giới, mà còn 1000 cái kiếp trái đất, rồi từ đó tăng lên tới vô sắc giới lại càng nhiều hơn nữa. Nội cõi vô tưởng cũng là 500 kiếp trái đất rồi. Một kiếp trái đất rồi mà thành trụ quải không? Thì quý vị nghĩ trong một kiếp trái đất này, những nhà khảo cổ ngày nay tìm được hàng triệu năm về trước, con người như thế này thế kia, động vật bất động vật vân vân, chúng ta cả thấy lâu như vậy mà chưa biết thống định hàng mấy triệu năm nữa quả địa cầu này mới tan rã. Mà tan rã đây chỉ mới trong cái hình thức từ thành trụ tới quải thôi, còn một thời gian không những giáp một chu kỳ vậy, đó kể là một cấp bát, là một kiếp trái đất. Mà sống cõi vô tưởng phải 500 kiếp trái đất như vậy là một tuổi thọ của cõi vô tưởng. Quảng quả cấp đôi là 1000, từ đó nhân lên cho tới
vô sắc quá lâu. Như vậy không có sự giải thoát, lại đáng thương xót, đáng thương hại gì. Như vậy chứng tỏ chính cái này Đức Phật gọi là vô minh duyên bất đồng hành, tức là trừ từ chỗ vô minh không thấy được khổ, không thấy được nhân sanh sự khổ, đương nhiên là không thấy được pháp diệt khổ, thì con đường đưa đến pháp diệt khổ. Chính vì không thấy được bốn sự thật này nên chấp nhận các loại thiền sắc hay vô sắc, dù tột cùng là thiền phi phi tưởng, vẫn còn trong dòng tam giới, vẫn còn bị sanh tử luân hồi luân lưu trong lục đạo, chưa phải là chấm dứt khổ đau, không phải là chấm dứt được sự sanh già đau chết. Tạm thời trong một thời gian lâu dài không bị tái sanh vào cảnh khổ hay còn ở cõi dục, nhưng mà cái sự sanh tử, cái mầm luân hồi vẫn còn. Đó nên gọi là vô minh duyên hành, dù là phúc hành, phi phúc hành hay bất đạo hành. Ý thức được điều này, trong đời sống tu tập mới áp dụng vào trên phương diện hành thiền tứ niệm xứ, là một loại thiền đặc biệt trong Phật giáo, khác với thiền chỉ Bà La Môn. Họ có thể tu tập được các loại thiền sắc giới. Bà La Môn ngoại đạo, họ có thể đắc tới thiền phi phi tưởng xứ. Về thiền chỉ, Đức Phật chấp nhận đó là một phương pháp tốt, nhưng mà không phải là cứu cánh của phạm hạnh, không phải đó là mục đích, là tông chỉ của người tu theo Phật giáo. Vì cái tông chỉ mục đích cứu cánh phạm hạnh dưới sự hướng dẫn đạo sư Đức Phật thì phải là sự giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, chấm dứt sanh tử luân hồi hoàn toàn, diệt tận phiền não hoàn toàn, chứ không phải dùng đá đè cỏ ức chế phiền não tạm thời. Đó là lý do nên Đức Phật tuy chấp nhận nhưng Ngài đã rõ không phải là cứu cánh phạm hạnh, không phải là mục đích tối hậu của vị sa môn Thích Tự. Còn đời sống hàng ngày chúng ta không phải tu tập như vậy, cũng có thể áp dụng trên phương diện truy cứu phân biệt sự thật chân đế, sự thật tột đế, để không lầm lẫn bị dính vào cái giả danh. Thí dụ như một vị xuất gia, nếu như có một công đức nào đó hay một phương tiện nào đó, có bề thế nào đó mà được làm một chức vụ tột cùng cao nhất trong giáo hội, nhưng mà những vị đó phải dùng những thủ đoạn tội lỗi tội ác mới tranh chấp được một chức vụ trở nên như một vị vua sải tăng hoàng pháp chủ vân vân. Thí dụ như vậy thì trên những vị đó có chết đi, lịch sử giáo hội cũng ghi tốt cho vị đó, thậm chí có đền thờ gì đó, nhưng mà trên phương tiện Paramat là trên đế gì đó đang ở trong trường hợp chẳng hạn. Điều này ý thức rõ để chi? Để mình tránh, đừng bị vô minh duyên phúc hành, đừng để dính vào cái gọi là tục đế mà phạm vào những cái điều trên đế, tức là nghiệp báo nguy hiểm. Còn đối với Phật tử thì chú cũng tạm thí dụ, nếu như trên một phương diện nào đó mà có những người Phật tử vì phương diện không hiểu được cái tục đế, chân đế, có thể ra ngoài xã hội làm những chuyện không được hợp lệ lắm. Thí dụ như trong Phật giáo Đức Phật có cấm năm điều tà mạng người Phật tử không nên làm, như là buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, thuốc độc, buôn bán chất sai, buôn bán người, buôn bán thú.
Thí dụ như vậy, tôi chưa nói cái những nghề tội lỗi khác. Mà nếu như người Phật tử dù hiểu sai lầm điều đó, có thể làm những cái mà bên ngoài trục đế gọi là không có tội đi, nhưng mà thực chất có mang nghiệp, rồi đem cái phật tài sản tiền của đó đi làm phước, thì trên vì nghiệp báo vị này vẫn bị khổ đau. Thí dụ như bây giờ làm heo, làm gà, làm vịt để buôn, để bán, có đấng thế ba tăng, có giấy hành nghề đàng hoàng, với pháp nước lực, không có tội gì cả. Nhưng mà trên phương diện sát sanh, dù có quy không có hay không có quy là Phật tử hay không phải là Phật tử, nghiệp sát sanh này dẫn kết quả khổ đau hiện tại và tương lai cho vị đó. Như vậy thì nếu ý thức được trên phương diện chân đế và trục đế, chúng ta không bị sai lầm là vì phương diện trục đế cho rằng không tội, rồi mình nhắm mắt làm càng, mà hiểu biết được chân sự thật, thực nghĩa cực nghĩa, đó là tội hay phước. Dù có đánh ba tăng, cắt cổ gà, đâm họng heo, không có tội luật pháp gì nào phạt tội, nhưng mà biết rằng quả này có, mình không vì cái thứ gì tục đế xem là vô tội hay tốt mà làm. Hoặc cái điều nữa, nếu như trường hợp sâu rầy thuốc chuột, vì mình muốn hại giết con vật đó vì phương chuyện lợi cá nhân cho mình hay cho nhân đồng bào nói chung cũng có, nhưng mà trên phương diện nghiệp báo vẫn khổ đau mà được khích lệ. Nếu mình làm điều đó dù được khen nhưng mà cái quả báo vẫn có. Điều này chúng ta ý thức được thì khéo làm, khéo tránh. Chứ đôi lúc trên thực tế bên ngoài tục đế thì người ta là vô tội là hay là tốt, được khích lệ, nhưng nếu mình không hiểu chân đế mình làm như vậy chính tội mình mang. Những người kia dù có phấn khích, có cổ võ thì cũng ảnh hưởng lên, dĩ nhiên có việc riêng của họ, nhưng chính mình nhìn với cặp mắt nhìn của Phật giáo, nghiệp báo nhân quả phân biệt giữa tục đế chân đế, không nhắm mắt làm càng dù được bao nhiêu người khác, dù cho những hành động chân chánh thiện nghiệp tốt đẹp trên phương diện chân đế, đó là thiện nghiệp, đó là quả báo tốt, dù có bao nhiêu người phê bình chỉ trích, mà chỉ trích theo cái kiến thức của họ, theo tập quán của họ, theo ý riêng của họ, nhưng trên phương diện thực tế chân đế, việc làm này là phúc lợi chứ không phải không phúc lợi hay là phi phúc lợi, thì mình cứ làm. Như thí dụ trên phương diện có một người nào đó khích lệ mình ăn ớt, bỏ rằng ớt ngon ngọt, mình ăn vô trái ớt hay là ly rượu, khuyến khích mình uống rượu, mình uống một ly rượu, uống một hơi hết một ly rượu, được người ta vỗ tay khen hay quá. Nhưng mà sự thực tế nó đem lại bệnh quản cho mình, hay là uống rượu hay ăn ớt nó cay, dù người ta có khen mình vẫn bị cay, vẫn bị đau, vẫn bị say. Nhưng mà nếu như mình uống một loại thuốc dù nó đắng, người ta phê bình chỉ trích, người ta chê đi nữa, nhưng sự thật nó đem lại giúp trừ được bệnh tật, dù người ta có chê nhưng mà nó có lợi. Khi kiến chánh kiến chân chánh của người Phật tử là khéo phân biệt được giữa chân đế và tục đế, từ chỗ khéo lọc ra pháp chân đế tục đế, phân biệt được thiện và bất thiện. Dù hành động nào chúng ta chưa giác ngộ, chưa giải thoát, vẫn còn bị trong cái gọi là vô minh duyên hành như tuy vậy, nhưng mà vô minh duyên hành mà phúc hành nó có lợi hơn khi phúc hành.
tức là hành theo thập thiện nó có phước hơn là hành theo thập ác. Và nếu như tu được thiền định bất động hành, nó cao thượng hơn cái phúc hành dù thiền sắc giới hay là thiền dục giới. Tóm lại, ý thức được chân đế cực đế, người Phật tử không tin gì khen chê của người khác, mà nhắm vào sự thật, biết rõ sự thật mà làm theo điều lành, tránh điều ác. Còn hình thức chế định giả danh, dù đó là công ước đi nữa, nhưng mà trên phương diện chân đế nó đều sai lầm, cũng không gì ở đó mà nhắm mắt làm càng. Đó là ý nghĩa mà thời giảng hôm nay chỉ cần giải thích cho chư Phật tử thiện tín hiểu rõ ý nghĩa chân đế và tục đế. Chân đế Pali gọi là Paramattha Satya, là sự thật của sự thật, tức là thực nghĩa cực nghĩa, thực tánh cực tánh. Còn cái Samuti Satya là tục đế, hay Panatti là chế định, đó là cái sự thật giả danh ước định. Dụ như bây giờ đặt cái chế định, bây giờ mình thờ Phật phải như vậy, cái lư hương để giữa hai bên để chân đèn, trước vô khi lại cách tay xá ba xá, mới cúi xuống lại ba lại, lại tượng trưng cho lại lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, đứng lên xá ba xá, có chỗ người ta lại sau khi lại xong phải vuốt đầu gọi là xả ấn, làm đúng như vậy thì đúng như vậy vẫn tốt, không có gì hại. Tuy nhiên đó là phương diện chế định hay là tục đế. Còn sự thật cái tâm của mình cung kính hay không cung kính, cái đó mới là thực chất, thực nghĩa, cực nghĩa. Đó là một thí dụ đơn giản dễ hiểu. Và buổi giảng hôm nay chỉ giải tóm tắt về ý nghĩa chân đế và tục đế. Mong rằng chư Phật tử thiện tín ý thức được sự thật chân đế và tục đế này, để trên đường tu tập chúng ta khéo né tránh những điều nào trên phương diện chân đế là có tội, dù là tục đế là hay, và nên làm điều nào mà chân đế là phước, dù tục đế bị chê, điều đó mới là cần thiết. Và trước khi dứt lời, Hồng Ân Tam Bảo chư thiên hộ trì và quả phúc của thời giảng hôm nay hộ trì cho quý vị Phật tử có được chánh kiến vững vàng, có được nhận thức rõ hai pháp chân đế và tục đế này, để tu hành đúng đắn theo chánh pháp, sớm được giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa đô lành.